Trevor Woods phản công cho Hoàng Gia Lai. Trevor đã quá chậm trong tình huống mà Hữu Phước đã áp sát. Đây là tình huống mà Văn Toàn đã có những phản ứng với quyết định của trọng tài khi anh cho rằng Huỳnh Tấn Sinh đã có một hành vi không cần thiết